Này nè, thấy không? Vòng băng sau nè. Thì đầu tiên này các chị. Để cái phần dừa này để là mình khóa cái vòng băng này để cho nó khơi tục ra. Đó, là khóa hai vòng băng. Bắt đầu mình sẽ băng chồng lên nhau. Cái này bằng xoắn ốc. Đó, cái vòng băng sau nó chồng lên, vòng trước nó khoảng 2 phần 3 các chị. Và phải đều nhau nha. Cái này dễ lắm, nhưng mà các chị phải làm sao cho nó đẹp thì cô mới đánh giá điểm cao được nha. Nó dễ. Dễ lắm, dễ lắm. Quay lại kêu cho coi cô coi. Đó, nó dễ không? Quay lại. Vậy xong cái điểm thôi chứ đâu có gì đâu, mới làm gì khó khăn các chị hết. Quay cho các chị thôi. Có nhiều làm hay không thôi à. Đó, nguyên tắc đó thì tôi nói đó, cầm ngửa cục băng là gì nè. Đó, cầm ngửa cục băng là sao? Đó, đánh cục băng ngửa lên. Cầm ngửa cục băng lên. Cái miệng nó đẹp đó.
giãn được thì mình nên làm ha. Rồi, đó là giới thiệu một số cái điểm băng thôi. Còn vài bữa còn băng mở bụng, rồi băng đầu, băng vớ rồi.